Theo các chuyên gia, việc chuyển đổi số trong nông nghiệp sẽ giúp giảm thiểu rủi ro thiệt hại do biến đổi khí hậu. Việc đưa vào ứng dụng công nghệ thông tin số hóa cũng sẽ giúp cho việc ra quyết định của doanh nghiệp nông nghiệp được nhanh chóng và chính xác hơn nhờ vào hệ thống báo cáo thông suốt và kịp thời, làm tăng hiệu lực quản lý và hiệu quả điều hành. Thời gian qua, quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực trồng trọt đã bắt đầu được triển khai. Như vậy, quản lý cỏ dại, quản lý sâu bệnh hại, quản lý người sản xuất và quản lý đồng ruộng nói chung tới nay đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Đây là ý kiến của nhiều chuyên gia trong một hội thảo về thúc đẩy chuyển đổi số trong trồng trọt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Theo Cục Trồng trọt, bản đồ đánh giá rủi ro gọi tắt là CSMAP áp dụng trên các khu vực trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay được xem là bước khởi đầu cho quá trình chuyển đổi số hiệu quả. Với bản đồ cảnh báo này, khi các vùng màu đỏ được thể hiện là sẽ bị xâm nhập mặn cao, các địa phương đã đẩy sớm lịch gieo xạ để né hạn mặn, giúp giảm thiểu thiệt hại cho khoảng 650.000 ha lúa trong 4 năm qua tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Với nồng độ mặn cao hơn, thời gian kéo dài hơn và có thể nói rằng là rất nguy hiểm cho các sản xuất của khu vực này. Tuy nhiên là mức độ thiệt hại của chúng ta thì không đáng kể do chúng ta ứng dụng cái bản đồ rủi ro khí hậu và kế hoạch thích ứng, chúng ta xuống giống sớm hơn, sử dụng giống ngắn ngày hơn, có tính chống chịu nhiều hơn và khi mặn xâm nhập vào khu vực này thì chúng ta đã thu hoạch lúa rồi. Theo chia sẻ của các chuyên gia và các doanh nghiệp đang thực hiện chuyển đổi số trong trồng trọt, hiện ngành lúa gạo và cây ăn quả đang áp dụng các biện pháp quản lý đồng ruộng, quản lý sâu hại rất hiệu quả nếu quá trình tích hợp dữ liệu từ các hộ nông dân, các hợp tác xã được triển khai nhanh hơn, đặc biệt là từ các thiết bị điện thoại thông minh. Sử dụng các hình ảnh từ các drone trực tiếp để gửi về trung tâm dữ liệu để xử lý, mình đưa ra một số cảnh báo, ví dụ như những cái bệnh mà phổ biến như là rầy nâu hay là những bệnh về đạo ôn các thứ là khả năng là làm hoàn toàn làm được trên quy mô rộng. Các hiệu quả từ chuyển đổi số đã được nhiều tập đoàn thực hiện trên nhiều loại cây trồng, không chỉ riêng ngành hàng lúa gạo. Tuy nhiên, để các giải pháp này được mở rộng hơn, thì bài toán khó vẫn là chi phí và nguồn nhân lực. Chúng ta đã chuyển giao được cái phương pháp, các công cụ để cho các địa phương. Nhưng các địa phương phát huy lên họ cần phải có một cái nguồn kinh phí, họ phải có một cái nhân lực. Và cái số hóa này thì nó cũng phải được lồng ghép vào trong cái hệ thống số hóa quốc gia. Bởi vì chúng ta không chỉ nghĩ là làm cho đồng bằng sông Cửu Long, mà là bất cứ một cái gì cho cây trồng chúng ta cũng phải nghĩ đến cả nước Việt Nam. Tiến tới chúng ta có thể quản lý toàn bộ những loại cây trồng. Hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế IRI đang sẵn sàng cho ra mắt phần mềm quản lý sản xuất lúa gạo, gọi tắt là wirai. Đây là hệ thống hỗ trợ ra quyết định tích hợp dự báo thời tiết, giống, dinh dưỡng. Ứng dụng dễ dàng truy cập bằng smartphone hoặc máy tính, có thể đưa ra những khuyến cáo 3 tháng trước mùa vụ, giúp tối ưu hóa việc sử dụng phân bón để giảm việc sử dụng lãng phí các chất dinh dưỡng có thể ảnh hưởng đến điều kiện tự nhiên của đất. Mục tiêu tăng thu nhập của nông dân thêm 100 đô la Mỹ một hectare trong ít năm tới. Thưa quý vị, xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ 2 tháng đầu năm 2023 tiếp tục giảm sâu tới 34,8% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó thì nội thất bằng gỗ là mặt hàng chiếm tỷ trọng cao nhất và có tốc độ giảm mạnh. Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do tình trạng thiếu đơn hàng từ trước đó. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 2 năm 2023 ước đạt 800 triệu đô la Mỹ, giảm 0,7% so với tháng 1 năm 2023 và giảm 10,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, trị giá xuất khẩu của nhóm hàng này đạt 1,61 tỷ đô la Mỹ, giảm 34,8% so với cùng kỳ năm 2022. Với kết quả này, xuất khẩu ngành hàng gỗ vẫn đang trên đà suy giảm, thậm chí tốc độ giảm còn đáng lo ngại hơn cả năm ngoái. Thưa quý vị, giá lợn hơi hôm nay ngày 29 tháng 3 đi ngang tại miền Bắc và khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tại miền Nam, giá tăng giảm trái chiều 1.000 đồng 1 kg tại một vài địa phương. Cao nhất thị trường ngày hôm nay là mức giá 52.000 đồng 1 kg, ghi nhận tại Vũng Tàu và Cà Mau. Tại miền Bắc, giá lợn hơi tiếp tục ổn định trong khoảng 48 đến 50.000 đồng 1 kg sau khi giảm 1.000 đồng 1 kg. Giá lợn hơi tại Phú Thọ, Bắc Giang, Vĩnh Phúc về mức là 49.000 đồng 1 kg. Các địa phương không ghi nhận sự biến động về giá. Mức giá cao nhất 50.000 đồng 1 kg được ghi nhận tại Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nội và Tuyên Quang. Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, giá lợn hơi dao động trong khoảng 48.000 đến 51.000 đồng 1 kg. Trong đó, hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận đang thu mua lợn hơi với giá cao nhất khu vực là 51.000 đồng 1 kg. Mức giá thấp nhất khu vực 48.000 đồng 1 kg được ghi nhận tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi. Tại miền Nam, giá lợn hơi hôm nay tăng nhẹ một vài nơi, dao động trong khoảng 50 đến 52.000 đồng 1 kg. Mức giá cao nhất là 52.000 đồng 1 kg, được ghi nhận tại Vũng Tàu, Cà Mau, Đồng Nai và các tỉnh thành còn lại 50 đến 51.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị, kết quả của dự án Safe Pox cho thấy là các biện pháp can thiệp đơn giản và chi phí thấp hoàn toàn có thể làm giảm mức độ ô nhiễm thịt lợn tại Việt Nam. Không chỉ là tiểu thương tại các chợ bán truyền thống mà nông dân, chủ thể quan trọng trong chuỗi thịt lợn đã cũng có những thay đổi đáng kể và nhận thức được hành vi. Được biết là trong khuôn khổ của dự án này, hàng nghìn nông hộ nuôi lợn tại Hưng Yên, Nghệ An, Hòa Bình đã được tiếp cận quy trình chăn nuôi giết mổ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hướng tới sự phát triển bền vững. Từ những khảo sát bằng chứng khoa học, dự án SEPOP đã chỉ ra khâu chăn nuôi chưa đảm bảo kỹ thuật, giết mổ kém vệ sinh, bảo quản không đúng cách chính là một trong những nguyên nhân dẫn tới mất vệ sinh an toàn thực phẩm thịt lợn tại Việt Nam. Bằng những can thiệp trực tiếp như tập huấn, cầm tay chỉ việc, tài trợ chi phí và cấp phát những dụng cụ cần thiết, các chủ thể đã thay đổi nhận thức và có những hành vi giúp cải thiện an toàn thực phẩm. Là mình làm nó sạch sẽ thì bản thân mình này, cái ví dụ như bản thân mình là chân tay người mình thịt cũng được sạch sẽ, nó cũng không bị nhiễm, ví dụ như con lợn bị nhiễm bệnh thì là mình cũng không bị nhiễm. Cái thứ hai nữa là cộng đồng bên ngoài thì người ta thấy những cái thịt sạch mà lợn mình sạch ngon thì người ta sẽ mua cho mình nhiều. Từ hành vi tay chân để làm sao đưa con lợn lên sàn cho nó sạch sẽ khô ráo, sau đó là vận chuyển đi thì nó mới được an toàn hơn, cũng như việc những cái dụng cụ phá nóc cũng được hỗ trợ và cũng được tuyên truyền của bên dự án, thì bên đội ngũ pha nóc cũng ý thức được hơn là làm sao ra những cái miếng thịt và sử dụng những dụng cụ nó sạch an toàn nhất để mang đến cho người dân cũng như là các bếp ăn. Tôi cho rằng là cái cách tiếp cận của dự án này là tương đối gần với cả dân, bởi vì người ta trực tiếp đến với cả người chăn nuôi, trực tiếp phỏng vấn những cái hộ chăn nuôi và chia sẻ những cái khó khăn của người chăn nuôi, đặc biệt là trong đó có cả cái bình đẳng giới nữa. Nhờ áp dụng những thực hành tốt, lợi nhuận thu được từ các mô hình chăn nuôi giết mổ của các chủ thể tham gia dự án đã tăng từ 20 tới 30%. Dự kiến trong thời gian tới, dự án sẽ phối hợp với các chương trình khác như sáng kiến một sức khỏe vì lợi ích của cộng đồng để phổ biến những thực hành tốt cho nhiều địa phương khác trên cả nước. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm về hệ thống thực phẩm. Năm ngoái chúng tôi đã hỗ trợ các đối thoại về hệ thống thực phẩm trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về hệ thống thực phẩm. Và năm nay, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho dự thảo chương trình quốc gia về chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm. Không chỉ hỗ trợ sinh kế cho người dân, các nghiên cứu và biện pháp can thiệp của SEPOP còn cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách những bằng chứng khoa học giúp việc lựa chọn và thực thi chính sách quản lý an toàn thực phẩm tại Việt Nam được khả thi và hiệu quả hơn.